Hi, family and friends. Today we are here in Pismo Beach, so let's go see. It's a beautiful beach, okay? Nhớ cho của chồng mình phong dưa nó nói của tụi thâu ư giờ đặt á mùa xì tạo thái lệ của giờ cho nên đó ư mùa say thái lệ rồi rong đó nè em đi cho trời trời của cái thứ ba subscribe cho cô là của nít châu cho nên họ chia nít tao báo của là ba nè lúc trước thì subscribe cho cô nè em nêu xem đến đó ư mùa say ở xì lòi dậy nè. That's what he said. This is just about high tide right now. Có
to tra mu trâu lu pu nang thia tao chi có hong tua đàn du thia tao mu cho lu neng ya ta Chỉ tao ý
照顾牡丹一世。Chasing the waves and the sand. It'll trap her right there in just a minute, guaranteed.
chỉ nói chế nữ chẳng nữ bò bò hóa đã đây này nữ thiết bò đây chỉ trong câu nữa do nữ như chẳng đủ thiết đó chỉ mà nữ bò bò hóa đã hồ hẳn đây nè thì thiết chỉ bò lũ đây dân chúa là yếu sẽ xế cho đây thiết đa lý nó đó chỉ bò bò hóa xưa cho không yêu đây chờ nó mà giống câu thiết khởi xế cơ nữ mua xì nồi cho ba nó đã tên nồi cọ để cho những chai cá mò xưa out of here. But then in 1947 they shut it down because people had pretty much dug it out. And the last clam that was of legal size was dug in 93. So they still let people come out with permits, but the clam has to be piece of seaweed that crosses her toes, that'll be it. She'll come running out.